Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu siêu phẩm bên em mới về mang thương hiệu Media Edition Limited LTD. Và đây cũng là con chiếc thứ hai đầu tiên về bên cửa hàng Kiên Xe Đạp bên em. Và mẫu lần này so với một phiên bản lần trước mới hơn, đẹp hơn so với mẫu trước em về. Và đây một phiên bản rất là hiếm có mới về bên em đó nhá. Rất là hiếm khi được một dòng Media Limited Edition. Đây là một mẫu Media xuất Âu dòng cao cấp, bản giới hạn của dòng Media dòng đua các bác nhá. Đây là một chiếc thứ hai bên em mới về đây. Vâng, xe với bộ cấu hình rất là khủng, đồ 1.5 càng carbon, bùi đĩa trục giống của thương hiệu VFSA. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và trên màn hình các bác đây là em đã đánh dòng chữ Media Million LTE Limited Edition. Thì trên trang website của Google có bên trang web nhà em đã từng bán một chiếc đây của Kiên Xe Đạp, đã từng bán một chiếc. Đây là Google toàn thế giới bác nhá. Và trang đầu tiên của dòng Media, các bác có thể vào được trong website của dòng Media. Và đây là trang website của thương hiệu Media dòng Road Limited LTE Edition. Và xe đã có quá trình sử dụng, nó tức là U xe là xe đã qua sử dụng, bán tại thị trường Singapore với giá tham khảo là $1,880, rất là cao bác nhá. Và đây là một phiên bản nhà em, một phiên bản y xì như mẫu nhà em hiện có đây, cũng là màu đen xanh đỏ hồng. Đây bên dưới là QR code chính hãng của đồng Media các bác nhé. Vâng, xe có giá trên thị trường nước ngoài rất là cao. Và đây là một phiên bản giới hạn của dòng Media cao cấp xuất thị trường châu Âu, đang bán ở thị trường Singapore với giá $1,900. Vâng, và trên khung hình các bác đây là một mẫu Media bên nhà em, cũng là một cái mẫu Media Limited Edition em vừa cho bác coi trên Google website của Singapore. Phiên bản rất là phiên bản giới hạn của dòng Media Limited Edition. Đây là một phiên bản rất là hiếm có bên em mới về của dòng Media. Xe cái bộ khung rất là chắc chắn luôn nhá, rất là khung cao cấp, khung hình rất là đẹp. Tổng thể xe lần này em đánh giá là trên 90% xe. Đấy, các bạn thấy rất rõ. Xe mới được trang bị với nhôm alu Miung 6066. Vâng, như các bạn biết thì dòng xe đạp cao cấp thì thường là sử dụng bộ khung nhôm 6061. Thì đây là một bộ khung cao cấp hơn ở 6061, tức là 6066. Rất là nhẹ nha bác nhá, cho độ bền của xe chắc chắn và siêu nhẹ hơn so với những dòng cao cấp khác. Đây là một phiên bản giới hạn của dòng Media Limited Edition, tức là phiên bản giới hạn. Có thể lên Google để trang tham khảo thêm. Tổng thể xe đánh giá trên 90% xe. Và rất là hiếm có bên em về được một chiếc Media này bác nhá. Và chiếc Media lần này có độ mới cao hơn lần so với mẫu Media lần trước. Tất cả nguyên bản theo xe. Các bác phải lên trên mạng thì chỉ chuẩn tra là xe Media Militon LTD Limited Edition là ra phiên bản hiện tại của bên nhà em. Và như các bạn biết thì em vừa cho bác xem coi qua cái video ở trên thông tin trên mạng, thì bên dưới gầm xe đây có QR code chính hãng của xe Media Limited Edition. Em chống hàng giả các bác nhé. Đây QR code chính hãng của xe. Và đây cũng là một mẫu cái tông màu cùng với cái tông màu hiện tại của dòng Media em vừa cho bác coi. Cổ phốt ghi đông chính hãng của dòng Media Pro, tức là dòng chữ Pro là cao cấp hơn so với những dòng cổ phốt ghi đông khác của dòng hiện tại Media. Tay cuốn Live, tay cuốn hiệu chính hãng, cũng là tay lắm tay cuốn nguyên bản cho xe còn rất là mới nhá. Đây xe rất ít sử dụng nhưng mà tay cuốn của nó nguyên bản là hầu như không bị ố, vẫn còn cái màu trắng có vẻ tinh khôi cho màu tông xe. Vâng, xe được trang bị với cấu hình rất là khủng đó nhá.
đồ Shimano 105 nguyên bản theo xe, tay lắp Shimano 105 bên tay trái em. Cái đồng cổ phốt chính hãng của Media Pro cao cấp, biểu tượng hình ngọn núi đây. Ở bên tay phải em cũng được trang bị với cặp tay lắc Shimano 105 bên từng đĩa, biểu tượng trước logo của khung xe là hình ngọn núi của Media chính hãng. Càng xe là càng carbon lắm nhá, càng carbon rất là cao cấp, càng carbon nguyên bản theo xe. Dòng này rất là hiếm luôn nhá, tức là phiên bản giới hạn của dòng Media rất là cao cấp. Vành cũng ở nguyên bản theo xe, vành Media, vành Media chính hãng nguyên bản theo xe, vành hai lớp, vành nhôm hai lớp. Lốp CST Super, lốp cao cấp có độ bền rất là cao, lốp rất là bền đúng nhá, nguyên bản theo xe, lốp đỏ CST. Xe rất là đẹp. Đây là một mẫu phiên bản giới hạn của dòng Media rất là cao cấp. Các bác nào sở hữu được một dòng, một trong những chiếc Media này là một trong những bộ sưu tập rất là hiếm có. Cổ phốt cọc yên cũng là Media Pro dòng cao cấp, nguyên bản theo xe, yên xe cũng còn rất là đẹp luôn nhá, chưa xước rách gì cả. Xe được sử dụng với đùi đĩa nhôm FFA thương hiệu của Mỹ, chuyên sản xuất những cái đồ linh phụ kiện rất là cao cấp, đùi đĩa trục rỗng đây của FFA. Các bác lên trên mạng có thể tham khảo thêm về những cái dòng FFA thương hiệu rất nổi tiếng về linh phụ kiện của thương hiệu Mỹ. Gạt đĩa của Shimano 105 chính hãng nguyên bản theo xe, và xe nguyên một group của 105 rất là cao cấp. Đằng sau xe thì có thông số của xe, tem thông số sản xuất của nhà sản xuất theo xe vẫn còn nguyên trên khung. Xe về nguyên bản có cái cụ củ trắng và đập, và đập vào củ đề, có khoảng đưa ra nó nhìn rõ ấy. Đằng sau xe cũng sử dụng với củ đề Shimano 105 rất là cao cấp, trang bị với 10 tầng líp, líp và xích còn rất là mới. Và như các bác biết thì những dòng xe đua mà trang bị với 10 tầng líp rất là cao cấp, gần như là cuối cùng của dòng xe đua rồi. Mayer sau là Mayer bạc đạn chính hãng của nguyên bản theo xe Merida, rất là cao cấp không nhá. Vành cũng là vành Merida, lốp đằng sau cũng là lốp đỏ của CST Super HP, có độ bền rất là cao cho xe. Và cái thông số size xe thì là size S lắm nhá. Tay cuốn của Gian nguyên bản theo xe, tay cuốn của Live thương hiệu Gian nguyên bản theo xe rất là cao cấp. Vâng, và thông số chiều cao của khung xe là 51, tức là xe có cho người cao từ 1m6 lên trên 1m75. Vâng, và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. À vâng, và em nói thêm là xe được với cái bộ khung khí động học Hydro đây, rất là cao cấp của xe, bộ chuyển động khí động học rất là cao cấp. Và bây giờ đi lên chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là mượt mà. Xe cấu hình rất là khủng các bác nhé, đồ full group 105. Đây là một mẫu Media Limited bản giới hạn xuống lip, mà bên em hiếm về là một chiếc thứ hai. Độ bền, độ mới còn rất là cao. Đấy, rất là mượt mà các bác nhé.
Bên đĩa đây là sử dụng đùi đĩa trục rỗng FFA, hai tầng đĩa, đùi đĩa nhôm, xuống đĩa với bộ gạt đĩa Shimano 1.5 cao cấp lên đĩa. Bedan bi vòng. Một chiếc xe mang tổng thể rất là hoàn hảo và tuyệt đẹp. Đây khá là một chiếc xe đáng mơ ước của những bác mà sưu tập về dòng xe đua. Một mẫu xe mang thương hiệu Media bản giới hạn. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Media Limited LTE Edition bản giới hạn. Nguyên một đúp Shimano 1.5 cao cấp, càn carbon, Meyer bạc đạn, Media chính hãng, nguyên bản theo xe. Độ mới của xe là trên đánh giá trên 90%. Lần này xe về còn rất là đẹp các bác nhé. Và xe có giá rất tốt bên em là 11.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trước ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.